Tương tác với người sử dụng trên các công cụ số hóa hiện đại đang mang lại nhiều ứng dụng thiết thực cho đời sống, chẳng hạn với việc mua bán hàng qua mạng. Thay vì vào các trang web tìm kiếm mua hàng, thì giờ đây các ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh đã được các sàn giao dịch thương mại điện tử tập trung phát triển. Các doanh nghiệp cũng đã nắm bắt cơ hội này khi mà tại nước ta hiện có hàng chục triệu chiếc smartphone đang hoạt động. Chỉ cần chút thời gian để tải ứng dụng từ các kho ứng dụng, đăng ký tài khoản lần đầu trên Aeon eShop hoặc đăng nhập bằng tài khoản Facebook hay Google Plus cá nhân. Sau đó chỉ cần một cú chạm tay, thay vì phải tốn nhiều thời gian và thao tác nhiều với website, bạn đã có thể mua hàng dễ dàng với màn hình smartphone. Đây cũng chính là lý do mà các sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam liên tục đưa ra các ứng dụng mới. Nó có thể được gọi là một cái cuộc cách mạng trong lĩnh vực kinh doanh, áp dụng cái công nghệ 4.0 vào để giúp cho những đại lý, nhà phân phối hay những người bán hàng nói chung phát triển cái công việc kinh doanh của mình được tốt hơn. Của sàn đồ tốt.vn có thể chạy trên hai hệ điều hành Android và iOS với nhiều cải tiến về công nghệ. Không chỉ phong phú hơn với hàng trăm mặt hàng của các nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, khách hàng có thể kiểm tra nguồn gốc xuất xứ một cách dễ dàng trước khi quyết định mua hàng. Có thể chủ động mua hàng mà không phải thông qua bất kỳ một ai cả. Và mình có thể ở nhà mình mua hàng coi như một trang thương mại điện tử. Theo ước tính, trung bình một người có thể sử dụng 25 ứng dụng trong một tháng. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng chỉ chú ý đến các ứng dụng tin nhắn và 88% thời gian sử dụng cho chỉ khoảng 5-6 ứng dụng được tải về. Việc xuất hiện thêm những ứng dụng hiệu quả như thế này sẽ càng khuyến khích tính tương tác cao hơn ở người dùng, đồng thời cũng là cơ hội cho doanh nghiệp khi mà ứng dụng này cũng là giải pháp tăng thêm nguồn thu nhập ngay tại nhà mà không mất thêm phí nào cho người muốn khởi sự kinh doanh nhờ việc quản trị hệ thống tự động công nghệ 4.0.